quý vị, tối qua tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2020 đã khai mạc với quy mô 350 gian hàng của gần 150 doanh nghiệp đến từ 19 tỉnh thành trong cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đến dự lễ khai mạc và tham quan hội chợ. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, Hội chợ Hàng Việt được tổ chức nhằm tôn vinh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp được sản xuất tại Việt Nam, giúp cho người tiêu dùng hiểu đúng về chất lượng và sử dụng hàng nội địa, tạo niềm tin và cảm nhận tốt về hàng Việt Nam. Qua đó giúp các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đánh giá cao sự cố gắng của ngành công thương trong việc tổ chức hội chợ trong bối cảnh vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, để làm cầu nối xúc tiến thương mại các doanh nghiệp, tạo điều kiện để người tiêu dùng có thể mua sắm các sản phẩm mới, chất lượng. Hội chợ hàng Việt Nam là một trong chuỗi các sự kiện do Sở Công Thương tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị về thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Qua hơn 10 năm tổ chức từ 2010 đến nay, Hội chợ hàng Việt Nam từng bước trở thành một thương hiệu riêng, thu hút đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành tham gia, là cầu nối hữu ích thiết thực giữa các tỉnh thành, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nét mới của Hội chợ hàng Việt năm nay là chúng ta có được cái sự quan tâm của các cấp, đồng thời là sự hưởng rất tốt của doanh nghiệp thông qua sự tư vấn, sự hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thành phố. Trong đó chúng tôi đã đề xuất ngành công thương từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của Ủy ban thành phố để hỗ trợ cho khối các doanh nghiệp của thành phố và các khối kinh tế hợp tác xã, các đơn vị là vườn ươm doanh nghiệp, các đơn vị khởi nghiệp tham gia 50 chi phí chi miễn phí 5% chi phí gian hàng. Thì đặc biệt năm nay chúng tôi cũng đã kêu gọi sự tham gia của hơn 20 gian hàng từ các doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những doanh nghiệp chúng ta tham gia một chuỗi sự kiện dài từ Hà Nội, thành phố Vinh của Nghệ An và bây giờ là đến Đà Nẵng. Thì phải nói là các doanh nghiệp đã đem đến những mặt hàng rất phong phú trong hội chợ lần này. Lần đầu tiên công ty Thế Dương tham gia hội chợ tại Hội chợ Hàng Việt thành phố Đà Nẵng và đây là một cái vinh dự và niềm vui lớn đối với công ty Thế Dương. Thì tôi có cái tâm nguyện là muốn mang những cái sản phẩm cà phê sạch, cà phê tốt nhất đến cộng đồng của Việt Nam. Để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19, ban tổ chức hội chợ đã đặt các bàn rửa tay sát khuẩn tự động và phát khẩu trang miễn phí tại các cổng ra vào, đặt bàn y tế hỗ trợ ngay cổng chính trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Đồng thời phát thanh thường xuyên nhắc nhở việc đeo khẩu trang đối với doanh nghiệp và người dân khi tham quan mua sắm tại hội chợ. Hội chợ hàng Việt Nam tại Đà Nẵng diễn ra đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2020.